Ôi không, chiều qua mình đã để quên cốc soda chanh tuyệt hảo của mình ngoài trời mất rồi. Không biết nó thế nào rồi. Ôi, soda chanh của mình đã đông đá rồi này. Đêm qua lạnh thế cơ mà. Để xem nào. Sự ra đời của kem. Cái gì? Anh thực sự định mở cửa hàng bán nước giải khát sao? Cũng đâu phải là một ý tưởng tồi. Anh đang muốn kinh doanh một cái gì đó. Và thật hay là anh lại rất thích pha chế đồ uống, nước giải khát. Sao anh không có chút tiến thủ nào vậy? Còn có rất nhiều công việc khác có tương lai hơn. Ý em là sao hả Mary? Anh vẫn có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn mà. Anh có thể làm nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng, hoặc làm việc ở các xưởng cơ khí, kỹ thuật, máy móc. Những công việc đó vừa ổn định, thu nhập lại cao, quan trọng là làm lâu năm. Anh sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Còn bán nước giải khát thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Công việc cũng chẳng có thăng tiến gì cả. Anh có bán nước giải khát chục năm thì anh vẫn mãi là người bán nước giải khát mà thôi. Ồ, anh thì nghĩ ngược lại. Chúng ta sẽ làm việc gần như cả đời em ạ. Thế nên anh thấy thay vì cắm mặt ở chốn công sở hay nhà máy để làm những công việc mà bản thân anh không chút hứng thú, thì anh sẽ chọn làm công việc mình thích thú. Trả lại em xem, nếu anh mở một cửa hàng thì chẳng phải anh đã trở thành ông chủ của chính mình rồi sao? Cần gì phải cố gắng để thăng tiến nữa chứ? Frank, anh đã là chồng, là cha rồi mà anh vẫn suy nghĩ quá đơn giản vậy. Em xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình sẽ thành công với cái cửa hàng nước giải khát của mình sao? Em đoán nó sẽ tồn tại làng nhàng một thời gian rồi sớm thất bại mà thôi. Em nói gì? Sao em lại có thể thiếu niềm tin vào anh như thế? Mary, em là vợ anh, lẽ ra em phải là người hiểu anh nhất, là người ủng hộ động viên anh làm những điều anh muốn chứ. Em nghĩ sẽ ổn hơn nếu anh là một nhân viên bình thường, đi làm 8 tiếng và trở về nhà với gia đình của mình. Anh đừng mơ mộng và mạo hiểm nữa. Anh đã có gia đình rồi và anh đã hết cái tuổi để chăm chăm làm cái mình thích rồi. Anh hiểu không? Mary nói đúng đây con trai. Con sẽ lại cho cái tiệm nước giải khát của con sớm đi vào ngõ cụt thôi. Ở thành phố này đã có hàng nghìn siêu thị, quán cà phê, thậm chí cả máy bán hàng tự động rồi cơ mà. Ủng hộ con trong chuyện này chỉ làm hại con thôi, Frank ạ. Con biết là con đã thất bại ở khá nhiều công việc và mọi người có vẻ nghĩ con chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng lần này con thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc. Con nghĩ đây là công việc phù hợp với con. Tại sao đến cả ba cũng không ủng hộ con vậy? Anh phải nhìn vào thực tế đi Frank ạ. Anh chẳng học chuyên ngành gì về pha chế, cũng chẳng có kinh nghiệm mở quán, món độc quyền, lại càng không. Anh chỉ tự mày mò làm mọi thứ. Cùng với niềm yêu thích của anh, tất cả những điều đó chỉ đưa anh đến với thất bại mà thôi. Tại sao em luôn luôn cho rằng anh chắc chắn sẽ thất bại thế? Anh còn chưa bắt đầu mà. Thôi được rồi, bình tĩnh đi Frank. Mary đúng là cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con thật sự mong cả gia đình ủng hộ con lần này. Con tin là mình có thể kiếm được tiền từ niềm yêu thích pha chế đồ uống của mình. Con sẽ không để mọi người phải thất vọng nữa đâu. Được rồi, nếu con đã quyết tâm làm chuyện này đến vậy thì con hãy cứ làm đi. Nhưng hãy luôn nhớ là con còn có gia đình phải lo đấy. Vâng, con nhất định sẽ làm tốt. Không chỉ để chứng minh cho mọi người thấy con có thể làm được, mà vì con muốn sau này con có thể lo cho gia đình mình đầy đủ hơn. Nhân dịp khai trương, cửa hàng chúng tôi sẽ giảm giá 50% tất cả các loại nước uống. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại nước uống đặc biệt, chỉ giảm giá trong dịp này thôi. Xin mời mọi người vào trải nghiệm mà. Quán này mới mở nè, vào thử xem. Giảm giá những 50% này. Ông chủ, bàn số 3 có khách gọi một cốc mojito Việt Quốc. Bàn số 2 khách gọi thêm bánh bích quy, sữa sô-cô-la và nước dâu tây ép. Ok, tôi làm ngay đây. Nhưng cậu hãy ra báo trước cho những vị khách của chúng ta biết rằng có thể họ phải đợi chút nhé. Quán đang đông khách quá. Một lời báo trước có thể giúp họ cảm thấy không bực bội khi phải chờ đợi lâu. Vâng ạ, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ. Được rồi, sau đó cậu có thể tiếp tục ra ngoài cửa đón tiếp khách. Trong này để tôi lo. Vâng ạ.
Được rồi, mở hàng như thế này là quá ổn rồi. Hy vọng tình hình cứ tốt như thế này, mình sẽ làm ăn khấm khá. Đến lúc đó, cả nhà sẽ phải nhìn lại mình bằng con mắt khác. Không được rồi, lượng khách đến quán chúng ta càng ngày càng sụt giảm so với lúc mới khai trương. Tại sao lại có thể giảm mạnh như vậy nhỉ? Khu này có rất nhiều quán nước, quán cà phê nên cạnh tranh lắm ạ. Vả lại, cửa hàng của chúng ta lại không có một loại nước uống đặc trưng nổi bật. Nhưng chẳng phải hồi đầu khách hàng đến quán chúng ta rất đông sao? Đông đến mức chúng ta còn không thể phục vụ kịp. Hồi mới khai trương, khách hàng sẽ đến với chúng ta một phần vì tò mò, một phần là vì được giảm giá 50%. Nhưng chúng ta không thể giảm giá mãi được. Nếu tiếp tục giảm giá, tôi e là cửa hàng không thể duy trì lâu dài với ngân sách eo hẹp như hiện nay. Ừ, cô nói cũng có lý. Thỉnh thoảng chúng ta có thể giảm giá vào những dịp đặc biệt để thu hút khách hàng, nhưng để làm việc đó lâu dài và liên tục thì không thể. Vậy cô có giải pháp gì không? Chúng ta đang gặp hai vấn đề. Một là khu này có khá nhiều quán đồ uống, cạnh tranh cao. Hai là bản thân quán chúng ta lại không có một loại đồ uống đặc trưng nào để giữ chân khách. Chuyện phải cạnh tranh với nhiều quán đồ uống khác là ngoại cảnh chúng ta rất khó thay đổi. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào vấn đề thứ hai. Ông chủ nên sớm tìm ra một loại đồ uống đặc trưng cho quán chúng ta, để các vị khách buộc phải đến quán chúng ta thưởng thức, chứ không phải bất kỳ quán nào khác. Một loại đồ uống đặc trưng để giữ chân khách ư? Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Cảm ơn cô đã góp ý nhé. Không có gì đâu ạ. Ba ơi, ba dạy đi. Don à, sao con lại ở đây? Tối qua chồng không về, cũng không báo với em một tiếng. Ai lại ngủ luôn ở quán thế này? Anh đang tìm ra một loại thức uống đặc trưng cho quán. Dạo này quán ế ẩm quá. Nhưng em đừng lo, cũng đừng khuyên anh từ bỏ nữa. Đã đi đến bước này, anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh đừng làm quá sức nữa đấy. Đúng là ban đầu em không đồng tình việc anh mở quán. Nhưng nếu anh đã quyết làm thì gia đình mình sẽ luôn ủng hộ anh mà. Em nói thật sao? Em sẽ ủng hộ anh thật chứ? Chẳng phải em và ba đã phản đối anh một cách kịch liệt ư? Đúng vậy. Ban đầu khi nghe anh nói về quán nước giải khát và niềm yêu thích của anh, em cảm thấy nó thật mông lung và không ổn chút nào. Vậy còn bây giờ? Còn bây giờ, khi thấy anh thật sự nghiêm túc với công việc này, thấy anh chăm chút cho quán, đêm hôm nghiên cứu món đồ uống cho quán, em nhận ra anh không hề mơ mộng chút nào. Anh đang cố gắng thật sự. Vậy thì một người vợ như em còn có thể làm gì ngoài ủng hộ anh được chứ? Thật may là trong lúc mình cảm thấy khó khăn nhất thì gia đình đã không bỏ rơi mình. Mẹ ơi, mẹ xem, hình như ba đã để quên cốc nước uống này từ tối qua thì phải. Nhưng trong nó dọn đẹp quá, không biết có còn uống được không nhỉ? Thôi nào con, đừng nghịch đồ của ba. Chúng ta hãy đi mua chút đồ ăn sáng cho ba con nào. Con muốn chơi với những đồ pha chế này cơ. Thôi nào Đinh, đi cùng mẹ nào. Frank, cậu đang làm gì đó? Mình đang pha bột soda chanh với nước. Các cậu chờ xem, đó sẽ là một loại nước uống tuyệt hảo đấy. Frank, cậu giỏi thật đấy. Đồ uống cậu pha chế lúc nào cũng ngon tuyệt. Mình đang háo hức lắm đây. Frank, gọi các bạn vào ăn bánh pizza con. Hôm nay mẹ đã làm một mẻ lớn đấy. Vâng ạ. Chúng ta nhanh vào ăn pizza trước đã. Sau đó thử loại nước uống này cũng chưa muộn. Ôi không, chiều qua mình đã để quên cốc soda chanh tuyệt hảo của mình ngoài trời mất rồi. Không biết nó thế nào rồi. Ôi, soda chanh của mình đã đông đá rồi này. Đêm qua lạnh thế cơ mà. Để xem nào. Ôi, tuyệt quá. Nó ngon tuyệt vời.
soda chanh còn đang nổi lớp bóp khi mình liếm nó này. Ôi, nó lạnh lạnh đầu lưỡi nữa chứ. Lần đầu tiên mình được ăn một que nước băng có vị ngon thế này. Đúng rồi, sao mình không thử làm những que nước băng ngon tuyệt hồi ấy nhỉ? Đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thấy ai làm những que nước băng đặc biệt đó. Ở nhiệt độ này không đủ khiến nó đông cứng được. Mình thử hạ nhiệt độ thấp hơn xem sao. Ôi, cứng quá. Phải mềm hơn thế này mới có thể ăn được. Tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm ra được nhiệt độ thích hợp rồi. Ở nhiệt độ này, độ mềm sẽ vừa phải. Ngon như ngày nhỏ mình được ăn vậy. Món gì mà trông tuyệt quá vậy ba? Con có thể ăn thử không ạ? Con là khách hàng đầu tiên được nếm thử sản phẩm ba mới sáng tạo đấy. Tuyệt quá ba ơi, con chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon thế này. Ba ơi, món này tên là gì ạ? Để ba nghĩ xem nào. Epsico, con nghĩ sao? Con thấy món này vừa mát lạnh, vừa có những hạt nổ li ti trong miệng. Thích quá đi. Hay chúng ta gọi nó là Pepsico được không ba? Được, chúng ta gọi nó là Pepsico nhé. Mình phải mau chóng đi đăng ký bản quyền món Pepsico này mới được. Đây sẽ là món độc quyền trong cửa hàng của mình. Cuối cùng cũng giải được bài toán khó cho thực đơn. Giờ chỉ đợi xem phản ứng của khách như thế nào. Món này trông hấp dẫn quá. Món này lạ này, chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Trời đang nóng, chúng ta vào thử xem. Alo, cửa hàng Pepsico nha. Chào Frank, tôi liên hệ với anh từ tập đoàn thực phẩm Cholo. Anh có rảnh không? Chúng tôi có thể làm phiền anh chút không ạ? Ồ, tôi có thể giúp gì cho anh? Chúng tôi được biết anh vừa phát minh ra một loại thức uống đông lạnh tên là Pepsico và được rất nhiều khách hàng yêu thích. Tôi đại diện tập đoàn liên hệ để xin mua lại bản quyền sáng chế và nhãn hiệu Pepsico của anh để tiếp tục đưa số lượng sản phẩm nhiều hơn nữa tung ra thị trường. Tôi rất vui với lời đề nghị này. Tuy nhiên, ông cho tôi thêm thời gian bàn bạc và suy nghĩ nhé. Mary này, tập đoàn thực phẩm Jolo vừa gọi điện đề nghị mua bản quyền Pepsico của anh đấy. Em thấy sao? Thật vậy ư? Pepsico là một sáng chế tuyệt vời. Em nghĩ rằng nếu chỉ giữ cho riêng mình thì nó không thể đến với tất cả mọi người trên thế giới được. Jolo là một tập đoàn thực phẩm lớn và uy tín, đáng để chúng ta tin tưởng trong việc phát triển Pepsico anh ạ. Đúng là chỉ em hiểu anh. Vậy để lát anh liên hệ với họ nhé. Từ đó, kem que ra đời. Đến nay, đã có tới 2 tỷ kem que được tung ra thị trường mỗi năm và trở thành sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại mỗi khi mùa hè đến. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Frank Emerson, người đã làm nên những chiếc que kem đầu tiên từ một ký ức tuổi thơ vào năm 1925. Cảnh Nghị, con là một học trò giỏi nhất mà ta kỳ vọng trong đợt thi trạng lần này. Vậy mà buổi học hôm qua con lại bỏ học để đi xem hát là sao? Con xin thầy tha tội, lần sau con không dám thế ạ. Cũng chỉ tại lâu lâu gánh hát mới về làng mình một lần, con cũng muốn đi xem một buổi. Ta biết là con rất thích đàn hát, nhưng thời gian này phải tập trung cho việc học, kỳ thi sắp tới rồi. Thưa thầy, thầy cho con theo gánh hát nốt 3 đêm thôi ạ, rồi con sẽ học hành chăm chỉ. Thôi được, chỉ lần này thôi nha. Khi nào đoàn hát rời đi, con phải học bù gấp 3 lần các bạn. Tốt quá, cậu đánh được đấy. Người đánh đàn cho gánh hát của chúng tôi bị ốm, tối nay không thể biểu diễn được. May quá có cậu giúp. Để tôi gọi cô Đào ra tập hát với cậu luôn nha. Thúy Liễu, ra đây nào. Anh là người đánh đàn thay cho gánh hát đêm nay có phải không? Anh đánh sai nhịp rồi. Tôi xin lỗi. Tôi chưa chỉnh dây đàn. Người đâu trông vừa hiểu biết lại vừa hiền lành. Ừ,
quá, hát nữa đi. Hoan hô, hoan hô. Tôi nhìn cậu đệm đàn trên sân khấu cứ như cảnh cảnh nghị nhà bác thế nhỉ? Vâng, người đánh đàn của gánh hát bị ốm, cháu nó đánh thay cho đấy ạ. Thằng bé cũng có chút năng khiếu đàn hát. Thật là phúc đức quá trời, cậu nghị nhà bác vừa học giỏi, có tiếng, lại biết đàn hát nữa chứ. Giá mà tháng nào gánh hát cũng qua đi. Nếu còn được yêu mến, gánh hát sẽ quay trở lại. Thì ra đây là lý do mà trò nghĩ lơ là việc học. Nàng cho ta hỏi nhà nàng ở đâu. Hoàn thành khoa thi, ta nhất định sẽ tìm nàng. Chàng sẽ đi tìm thiếp thật chứ? Vậy thì... Cảnh Nghị là một học trò giỏi, ta kỳ vọng cậu ấy sẽ đỗ đạt. Ta không ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người, nhưng hãy để cậu ấy học hành thành đạt đã. Chàng hãy lo chuyện thi cử đi. Nếu chàng đỗ đạt, thiếp sẽ quay trở lại tìm chàng. Ngày mai các con trảy kinh ứng thí rồi, thầy chờ đợi được đón các con trở về trong vinh quang. Chúng con sẽ cố gắng ạ. Cảnh Nghị đã đổ quan trạng, thật vẻ vang cho làng chúng ta. Giờ ngày ấy đã trở thành Trạng Lương, Lương Thế Vinh rồi. Con trai à, giờ con không phải là Cảnh Nghị nữa, con đã là quan trạng Lương Thế Vinh rồi. Con đã làm rạng danh dòng tộc chúng ta. Ta mong sau này con sẽ trở thành một người quan thanh liêm, chính trực. Gia đình chúng tôi mang ơn thầy nhiều lắm mà. Nhờ có thầy mà Cảnh Nghị đã đổ đầu trong kỳ thi năm nay, còn được đích thân nhà vua khen ngợi. Công ơn của thầy chúng tôi không biết lấy gì mà đền đáp. Đều là do sự nỗ lực và sáng dạ của Cảnh Nghị mà thôi. Ta chỉ là người đưa đò. Giờ học trò đã công thành danh toại, ta rất mãn nguyện. Cô ấy giờ đang theo gánh hát phiêu dạt nơi nào, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Thưa, cha mẹ và thầy đang nói chuyện gì quan trọng phải không ạ? Chúng ta đang bàn tính chuyện trăm năm cho con đó. Chuyện đó để tính sao được không ạ? Con sắp lên kinh thành nhận chức quan rồi, chuyện này phải tính sớm chứ. Chúng ta đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Thu xếp cả là sao ạ? Con không hiểu. Cha mẹ con có ý hỏi con gái ta cho con. Ý con thế nào? Dạ thưa thầy, con... Con trai à, ân đức của thầy dành cho con, chính con là người hiểu rõ nhất mà. Con không thể từ chối mối lương duyên này. Mẹ, con biết, nhưng... Ta biết, con vẫn nhớ tới cô Đào năm xưa có phải không? Con giờ đã là quan trạng, đổ đầu khoa thi của triều đình, không thể lấy một con gái của gánh hát được đâu. Hơn nữa, giờ đây đâu có biết cô gái ấy có còn nhớ tới con nữa hay không. Cô ấy chắc hẳn chưa biết con đã đổ đạt thôi. Nếu biết, cô ấy sẽ quay trở về. Con đổ đầu một khoa thi, tiếng tăm khắp nơi ai cũng biết. Chẳng qua là cô ấy đã quên con rồi. Suốt thời gian qua chưa lần nào cô ấy quay trở lại nơi này. Giờ mới có thể quay trở lại nơi đây, không biết Cảnh Nghị thế nào rồi. Chàng đã vinh quy bái tổ hay chưa? Hình như trước mặt có đám cưới.
đề nghị gánh hát tấp vào bên đường cho đám cưới của quan trạng đi qua. Hả? Đám cưới của quan trạng ư? Không lẽ nào? Trời ơi, là Cảnh Nghị. Chàng đã đổ đạt và lấy vợ rồi sao? Sao chàng nói rằng sẽ chờ ta? Thúy Liễu, Thúy Liễu, sao giờ đàn ấy mới trở về chứ? Cảnh Nghị, chỉ vì muốn cho chàng tập trung học hành và thi cử mà thiếp đã không ở lại đây. Nhưng dạ thiếp chưa bao giờ rời bỏ chàng. Nay trở về đúng lúc chàng đã thành thân với người khác, thiếp không biết mình sống để làm gì nữa. Thúy Liễu đã tự kết liễu đời mình khi biết Lương Thế Vinh đã cưới vợ. Mối tình đầy trắc trở của Trạng Lường Lương Thế Vinh để lại biết bao giấy bút cho thế hệ về sau. Chỉ biết rằng sau này Lương Thế Vinh tạ thế, người ta đã lập đền thờ của Trạng Lường ngay cạnh đền thờ Cô Đào năm xưa. Anh nhìn đất của tôi xem, phì nhiêu và màu mỡ thế này thì làm gì có giá 50 đồng bạc cơ chứ. Xin ông thương tình, tôi đất khách đến đây lập nghiệp, tôi chỉ còn 50 đồng để làm ăn. Ông thương mà xem xét cho, ơn này tôi ghi nhớ suốt đời. Đất đai ở đây đắt đỏ lắm anh ơi, không đủ tiền thì đi chỗ khác giúp cho. Đã là ông chủ thứ 9 từ chối mình rồi. Này, mảnh đất nhà ông Doris bị quỷ ám hay sao ấy? Bao nhiêu người trồng trọt đều thất thu, giờ chả ai dám đụng nữa, mặc dù giá bán thì rẻ mạt. Ôi thượng đế, ma có gì ở đây? Do ruộng thì xấu, đất bạc màu nên bỏ công cũng vô ích thôi. Chẳng ai ngu gì lại trồng trọt trên mảnh đất cằn cỗi ấy, chỉ nhận phần thiệt về mình. Cho tôi hỏi, nhà ông Doris ở đâu có được không? Tôi muốn mua mảnh đất đó. Anh điên à? Chẳng làm nên tích sự gì trên mảnh đất ấy nữa đâu. Đừng nghĩ mình thần thánh thế chứ. Đúng là đồ gàn dở, tự dưng ôm cục nợ vào người. Sao cơ? Cậu không đùa tôi đấy à? Mảnh đất này tôi sắp bỏ hoang đến nơi rồi. Cậu thật tâm muốn mua chứ? Nếu ông không dùng đến, cứ bán lại cho tôi. Trồng được chi tôi ăn nấy, không dám trách ông câu nào. Như vậy thì thiệt cho cậu quá. Nhưng cậu đã không chê, tôi sẽ để lại toàn bộ mảnh đất này cho cậu. Tôi chỉ dám lấy cậu 10 đồng, vì đất cũng không gọi là màu mỡ tươi xốp gì. Cảm ơn ông đã ưu ái cho tôi. Đây là tiền mua đất của tôi. Cậu thật đặc biệt, lại đi lấy cái thứ mà người khác bỏ đi. Với đất này, phải cho nó nghỉ ngơi một mùa vụ đã. Tiếp đó, bổ sung thêm đất mới vào khu đất vườn, cung cấp phân bón và các chất hữu cơ có cơ hội để phục hồi. Giờ thì bắt đầu thôi. Năm năm sau. Thật không thể tin được, đây là khu vườn của anh đây sao? Tôi đang cần những nông sản tươi tốt như thế này. Cảm ơn Thượng Đế vì đã đưa đường dẫn lối cho tôi đến đây. Dạ dân, không biết Diên Quang muốn xem gì đầu tiên? Tôi sẽ dẫn ngài đi ạ. Đây là những nông sản mà tôi kỳ công chăm sóc từ khi còn là hạt giống, nên đảm bảo với ngài về khâu chọn lọc và dung trồng. Ô trời ơi, anh thật may mắn. Thượng Đế nhất định đã ban phước cho quả dưa này. Nhìn chúng to tròn và nặng trịch tai đây này. Vì đây là hạt giống được tôi lựa chọn khá kỹ, nên thành phẩm mới được chăm chút như thế ấy ạ. Không hẳn, do Thượng Đế đã ưu ái cho quả dưa của anh đấy. Ôi, nhìn hạt lúa mạch vàng ống này đi. Nhất định Thượng Đế đã chúc phúc cho hạt lúa này. Chúng vàng ươm và sáng bóng và đẩy đà như thế này kia mà. Do những cây từ hạt lúa mạch không đạt chất lượng, tôi đã gặt bỏ đi hết rồi thưa ngài. Những hạt tốt nhất mới được chính tay tôi giữ lại. Ôi không,
do công của Thượng Đế nhiều nhất mới phải chứ. Quả táo thật may mắn khi được Thượng Đế chăm sóc mỗi ngày. Chúng chín đều màu và mũm mĩm, căng mọng biết nhường nào. Dạ vâng, vì tôi phải canh bọn chuột hàng đêm thì trái ngon mới có thể nằm trên tay ngài lúc này, thưa ngài. Vì có Thượng Đế nên bọn chuột không dám lộng hành. Anh nông dân à, anh là người may mắn nhất khi nhờ Thượng Đế mà anh đã thu được rất nhiều thành quả trên khu vườn này. Cũng không hẳn là may mắn hoàn toàn, thưa ngài. Ý anh là sao hả? Muốn Thượng Đế ban phước nhiều hơn nữa ư? Mảnh đất nhỏ cằn cỗi tôi chưa sử dụng này chính là mảnh đất lúc Thượng Đế một mình quản lý, thưa ngài. Đây chính là xuất phát điểm của tôi. Ý anh là... Đúng thế, tôi chỉ còn lại một mảnh này sót lại lúc Thượng Đế một mình chăm sóc. À quên, tôi có thêm cả vài tấm ảnh về các mảnh vườn kia 5 năm trước đây khi Thượng Đế chăm sóc không có tôi đấy. Đâu? Thế à? Vậy cho tôi xem. Đây là vườn dưa hấu trước đây khi Thượng Đế chăm sóc và bây giờ khi tôi chăm sóc. Đây là vườn lúa mạch trước đây khi Thượng Đế chăm sóc và bây giờ khi tôi chăm sóc. Đây là vườn hoa quả trước đây khi Thượng Đế chăm sóc và bây giờ khi tôi chăm sóc. Những năm bị Thượng Đế bỏ rơi, tôi đã hiểu ra rằng chẳng có thế lực siêu nhiên nào đủ lớn mạnh bằng sức lao động của bản thân để tạo ra giá trị và thành quả. Mảnh đất bị nhiều người cho là quỷ ám này, tôi đã đích thân dung sới, cải tạo để nó được như ngày hôm nay. Có thể 5 năm qua, Thượng Đế đã bỏ quên tôi vào vị trí người làm vườn cho ngày ấy, nên tôi chẳng phải người may mắn như ngày nghĩ. Thế ngài vẫn còn muốn thu mua sản phẩm kém may mắn này của tôi chứ? Tất nhiên rồi thưa anh. Anh quả thật là người làm vườn đặc biệt. Cảm ơn anh đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi sẽ thu mua hết sản lượng trên mảnh đất này. Trong khu rừng nọ có hai chiếc hồ nước, tuy không lớn nhưng là hai tấm gương soi của muôn loài. Hồ xám nước vẫn đục, rất ưa nịnh hót tất cả những ai ghé qua. Hồ trắng nước xanh trong, luôn phản ánh đúng những gì mặt hồ soi chiếu. La 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 la, cuộc đời vẫn đẹp sao, bầu trời vẫn đẹp sao. Trời gì mà oi bức quá, mới đi được một xíu mà mệt bởi hơi tay. Mệt thật đấy. Ôi, bạn Thỏ có đôi tai dài thích quá. Chắc bạn phải nghe được mọi động tĩnh cách xa mình từ mấy dặm mất nhỉ. À, là bạn hồ xám đó ư? Cậu thấy thế hả? Mình cũng nghe được thông tin từ vị trí xa lắm đó. Chắc chắn là vậy rồi, trong đôi tai linh hoạt thế cơ mà. Mà không chỉ thế đâu nha, cơ bắp của cậu nữa kìa, nó mới thật sự săn chắc rắn rỏi làm sao. Tớ nói thật, với sức dốc và trí thông minh này, cậu phải thay thế vị trí của sư tử làm chúa tể rừng xanh mới phải. Chúa tể rừng xanh á? Cậu đừng nói đồ như vậy chứ hồ xám, kẻo ai đó nghe thấy là to chuyện như chơi. Sư tử ư? Ôi, nghe thấy cái tên thôi tớ đã thấy đồng mình rồi. Sao thế Thỏ? Sao cậu lại sợ hãi khi nghe thấy cái tên sư tử như vậy? Chẳng lẽ trước đây cậu đã từng đụng độ hắn rồi sao? Thì kể ra cũng chưa. Nhưng không phải từ trước đến giờ đó luôn là cái tên mà mọi người đều phải kiêng nể sao? Từ nhỏ tớ đã được mẹ dạy là nên tránh xa các con vật to lớn, đặc biệt là sư tử hung dữ. Ngay cả mồm ngang, mũi dọc, hình dáng tên đó như thế nào cậu cũng chưa từng được nhìn thấy. Vậy sao cậu lại xây dựng một nỗi sợ vô hình lớn như vậy chứ? Tin tớ đi, chưa hẳn mọi thứ đã đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Cậu thông minh và nhanh nhẹn như vậy, nó sẽ giúp cậu sẽ dùng vượt qua được đối thủ thôi. Kể ra cậu nói cũng phải. Nhưng dù sao sư tử thì tớ vẫn sợ lắm. Những gì mà hồ xám nói liệu có đáng tin không? Biết đâu trước nay mình luôn nhát gan vì nghe mọi người đồn đại về sức mạnh của sư tử. Mình muốn thử sức đấu tay đầu với sư tử một phen, có khi cũng chẳng ghê gớm như lời đồn đâu. Ôi, là cáo già ư? Ngươi định làm gì ta? Ngồi ngõm tay có chút xíu như thế này, chả bỏ cho ngươi ăn thịt đâu. Đừng tiến lại gần đây. Tránh xa ta ra. Hãy biến đi.
đừng tiến lại gần đây. Đừng, hãy biến đi. Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng cáo già lại bỏ chạy? Chẳng lẽ tiếng hét của mình quy lực đến thế cơ à? Chắc chắn là vậy rồi. Trong đôi tay linh hoạt thế cơ mà. Mà không chỉ thế đâu nha, cơ bắp của cậu nữa kìa, nó mới thực sự săn chắc và rắn rỏi làm sao. Tớ nói thật, với sức dốc và trí thông minh này, cậu phải thay thế vị trí của sư tử làm chúa tể rừng xanh mới phải. Có lẽ Hồ Xám nói đúng. Đến cáo già nhìn thấy mình còn run sợ lẩy bẩy cả người, mình hoàn toàn có khả năng đấu được với sư tử. La 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 la, cuộc đời chẳng đẹp sao, bầu trời chẳng đẹp sao. Hậu trắng này, thọ tớ đây xứng đáng là chúa tể rừng xanh chứ. Tớ trông có chút bé con, nhưng với sức mạnh tiềm tàng trong con người tớ thì hoàn toàn có thể đánh bại sư tử. Úi chết, thỏ ơi, xưa nay có ai địch được với sư tử đâu. Cậu lại còn nhỏ con thế kia, e là không phải là đối thủ của hắn. Tớ nghĩ cậu nên bỏ cái ý định ngông cuồng đó đi thì hơn. Cậu nói gì thế? Chắc chắn là cậu đang ghen tị với tớ nên mới nói thế đúng không? Tớ không tin đâu. Hồ Xám nói tớ có đôi tay dài và cơ bắp săn chắc, chắc chắn sẽ thay thế được sư tử làm chúa tể muôn loài. Lần này tớ sẽ quyết tâm đấu với sư tử để vượt lên nỗi sợ của bản thân và chứng minh sức mạnh đích thực của mình. Thỏ ơi, Hồ Xám xưa này hay xu nịnh người khác. Những lời nói dối ngọt ngào đó nghe thì rất lọt tai, nhưng sẽ khiến cậu phải gánh chịu hậu quả nếu cậu làm theo đó. Cậu nên xem xét lại để tránh gây họa vào thân nhé. Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Dù sao tớ cũng đã quyết định rồi. Cậu cứ chờ mà xem, rồi cậu sẽ phải nhìn tớ bằng con mắt khác. Các cậu nghe đây, ngày mai tớ sẽ thách đấu với sư tử. Tớ cần chấn chỉnh lại trật tự khu rừng này. Các cậu cần một chúa tể rừng xanh mới, chính là tớ. Các cậu nghe rõ chưa? Cái gì? Cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết sư tử mạnh như thế nào không mà lại dám đưa ra lời thách đấu thế? Vị trí chúa tể sơn lâm từ trước đến nay vẫn luôn thuộc về sư tử. Không ai phủ nhận được. Sư tử hoàn toàn xứng đáng mà. Sư tử to lớn, nanh vuốt sắc nhọn. Cậu nhỏ con thế kia chắc chắn không phải là đối thủ đâu. Mọi người nói phải đó. Cậu nên nhanh chóng rút lại lời khiêu chiến đi. Không thì mạng cậu cũng khó giữ đấy thỏ ạ. Đúng đấy, nguy hiểm lắm. Các cậu im hết đi. Các cậu chả biết gì cả. Sao các cậu không kích lệ ủng hộ tớ mà lại bàn lui như thế? Tớ đã quyết định rồi. Các cậu đừng ai nói gì thêm nữa. Ngày mai hãy chứng kiến sức mạnh của tớ. Rồi không ai có thể dám coi thường thỏ tớ nữa. Còn giờ, mọi người giải tán, ai về nhà nấy, để tớ nghỉ sớm giữ sức cho trận đấu ngày mai. Thật quá liều lĩnh mà. Phen này khéo, thỏ thân tàn ma dại cũng nên. Thôi kệ thỏ đi, chúng ta cũng hết lời khuyên can rồi. Giải tán nào. À, thì ra mi là chúa Sơn Lâm ư? Đến hôm nay ta mới được gặp mặt. Này, tên sư tử kia. Này, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của một chúa tể rừng xanh đích thực. Xưa này ngươi toàn quyền như vậy là đủ rồi. Từ giờ, ta sẽ thay ngươi nắm giữ trật tự của khu rừng này. À ha, con thỏ nhãi ranh kia, ngươi dựa vào đâu mà dám to gan như thế? Đừng tưởng ta đây nhỏ con mà coi thường nha. Ta khỏe như ngươi. Mũi, ta xử trong một nốt nhạc. Dám cả gan thách đấu với sư tử ta à? Nay ta phải cho mi biết thế nào là sức mạnh của một chúa tể rừng xanh đích thực. Ai da, đau quá. Ai da, đau quá. Đau quá, chết tôi rồi. Tình hình có vẻ không ổn các cậu ạ. À, cứ thế này khéo thở không giữ nổi mạng sống mất. Chúng ta hãy mau nghĩ cách giúp cậu ấy thôi. À, tớ có cách này. Ai da, chết tôi rồi. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cháy, cháy mọi người ơi, chạy mau đi. Chạy đi các cậu ơi, ngọn lửa lan tới đây rồi. Mau chạy đi, không chết cháy bây giờ.
nhanh lên, nếu không là không kịp đâu, ngọn lửa lớn lắm. Trời ơi, có cháy ư? Tức quá, bị mắc lừa rồi, bỏ lọt mất con mồi ngon. Thỏ à, đây là kết cục cậu phải gánh chịu đó. May mắn là hôm nay cậu thoát được, chứ không thì mạng sống của cậu cũng không thể bảo toàn như thế này đâu. Trong cuộc sống, cậu cần biết tự lượng sức mình, tránh tin vào những lời nịnh hót giả dối. Không thì sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân thôi đó. Mình sau hôm nay đã nhận được một bài học lớn. Mình sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm đó nữa đâu. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra. Đức tuyên chiến với Anh và Anh quyết định cho quân tiến vào lục địa của Đức. Sức mạnh của quân đội Đức mạnh như vũ bão, không một đội quân châu Âu nào chiến thắng tại thời điểm đó. Quân đội Anh cũng đứng trước nguy cơ thua cuộc. Không ngờ địa hình của Đức lại hiểm trở như vậy. Chúng ta không lường trước được hết những khó khăn. Xin chào ngài bộ trưởng, tôi đại tá Ernest Winton xin nghe ạ. Đại tá Ernest Winton, 3 trận thua liên tiếp, tổn tất cả về người và vũ khí đã lên tới con số không tưởng, vượt qua mức dự kiến của chính phủ. Tôi đề nghị anh vô rút quân ngay. Hình thức kỷ luật đối với anh chúng tôi đang xem xét. Bộ trưởng nói sao thưa đại tá? Ông ta yêu cầu rút quân, nhưng đã vào trong trận địa, chấp nhận cuộc chiến, không thể chấp nhận thua cuộc nhanh như thế được. Rút lui lúc này không phải là một phương án hay. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào ạ? Quân Đức mạnh như vũ bão, trong khi quân chúng ta đã thiếu về lực lượng, lại còn thương vong khá nhiều. Bộ trưởng cũng đã ra lệnh rút lui, chúng ta không thể không nghe theo ạ. Viết một lá đơn trình lên bộ trưởng, tôi muốn giữ trận địa này và tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Đại tá, không được đâu, ngài sẽ bị đưa ra pháp luật nếu ngài làm trái với lệnh của bộ trưởng. Nếu tôi thua cuộc trở về, cũng có nghĩa tôi không làm tròn sứ mệnh của mình. Sống hay chết không còn nghĩa lý gì nữa. Chúng ta đã thua quá nhiều rồi. Ngoài việc ngài muốn làm tròn sứ mệnh của mình, thì tính mạng của bao nhiêu người lính trên chiến trường, ngài cũng nên suy xét. Những quyết định không thể tùy tiện được. Cậu nói từ trước tới nay tôi tùy tiện với tính mạng của anh em ư? Xin lỗi đại tá, ngài là người luôn hết lòng vì tổ quốc, vì anh em. Nhưng lực lượng của chúng ta đã suy yếu quá nhiều, do phải chiến đấu trên địa hình hiểm trở. Việc thắng trận là rất khó, trong khi binh lính là nòng cốt của các cuộc chiến. Chưa kể, vấn đề tiếp tế cho đội quân cũng đang gặp khó khăn, do địa hình khó. Phải, lý do chính là vì địa hình hiểm trở khiến lực lượng của chúng ta ngày một suy yếu. Nếu không thể dùng người, chúng ta chuyển hướng dùng máy móc để hỗ trợ trận chiến thì sao? Phải có cách gì đó, nhất định không thể dễ dàng rút lui được. Địa hình của Đức khá chồng chênh với chỗ cao chỗ thấp. Nếu có một thứ vũ khí có thể san bằng hết mọi thứ và tiến về phía trước thì hay. Đúng rồi, nhất định ta phải thử. Nếu có một chiếc xe có thể di chuyển trên địa hình hiểm trở, lại có thể chống được đạn pháo thì sao? Thưa bộ trưởng, chiếc xe này tôi đã kết hợp phần gầm bánh xích của chiếc máy kéo hon với tấm giáp bảo vệ và pháo giả chiến để thích nghi với địa hình nơi quân ta tác chiến. Cậu nghĩ sao? Với chiếc xe kỳ quái này, cậu sẽ lật ngược được tình thế tồi tệ hiện tại à? Xin bộ trưởng hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta không thể dùng sức để chiến thắng địch, chúng ta phải dùng trí và tận dụng những vũ khí đặc thù để đối phó chúng. Đại tá à, ngài chưa thắng bất kỳ một trận nào kể từ khi tiến quân vào lục địa của Đức. Giờ ngài phải cất công về tận đây để gặp tôi, chỉ vì chiếc xe quái đản này à? Đầu tư cho thứ dị hôm này không phải con số nhỏ. Ngài nên rút quân đi trước khi tổn thất của chúng ta tiếp tục gia tăng.
Ngài bộ trưởng, xin cho tôi một lần cuối, để tôi có trách nhiệm trước tình thế mà mình gây ra. Đây chính là cách khắc phục của tôi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để thua trận chiến này. Cả ba trận thua thảm hại, vậy mà ngài chỉ cần nói với tôi vài câu mà cho rằng tôi có thể tin tưởng ngài nếu cho sản xuất chiếc xe kỳ quái này ư? Bất kể cuộc thua hay thắng nào cũng có nguyên do của nó. Tại sao không khắc phục những nguyên do đó để rút kinh nghiệm và tiếp tục chiến đấu mà lại phải rút lui? Nếu cần, tôi xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Ngài cũng mạnh miệng đấy. Thôi được, vậy hãy chứng minh đi. Nên nhớ, tôi đồng ý với ngài về điều này. Có nghĩa chúng ta đang đứng trước hàng trăm mạng sống của những chiến sĩ ở chiến trường kia. Tôi biết. Những chiếc xe tăng thô sơ đầu tiên đã được sản xuất. Dù chưa phải là hoàn hảo, nhưng bước đầu nó đã khắc phục được phần nào những yếu điểm của những chiếc xe hiện tại đang đưa quân và lương thực ra chiến trường. Tốt lắm! Chiếc xe có thể vượt được địa hình đồi núi hiểm trở rồi. Tôi không nghĩ là nó có thể vượt qua gò đất cao như vậy. Tuy hơi chậm chạp, nhưng khá chắc chắn. Có thể cho sản xuất hàng loạt được chưa thưa bộ trưởng? Bước đầu chúng tôi cần gấp 20 chiếc. Được, phải làm thật gấp rút nha. Liệu chiếc xe khổng lồ này có thể bị lộ và quân Đức sẽ đề phòng không? Đây là một bí mật thưa bộ trưởng. Chúng tôi đã nói với toàn bộ công nhân ở đây rằng đây là một chiếc xe chở nước cho quân đội. Không có một thông tin nào về việc chiếc xe sẽ tham gia chiến đấu ạ. Để tuyệt đối bí mật, anh em ở đây gọi chiếc xe là xe tăng, có nghĩa là xe chở nước. Tốt lắm, tôi chờ tin tốt lành từ chiến trường. Có chiếc xe này rồi, ngài hãy giữ thế chủ động tấn công đi. Hy vọng lần này ngài đúng. Lần đầu tiên, chiếc xe tăng do quân đội Anh sản xuất đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng lùi lũi tiến về phía trước như những khối sắt khổng lồ. Con vật gì thế kia? Sao nhiều thế chứ? Nó từ dưới đất chui lên hay sao thế? Không hiểu nữa, hình như là một cái thùng sắt to tướng. Không, một chiếc xe thì phải. Tôi chưa từng thấy chiếc xe gì như vậy. Trông như một con quái vật chui từ lòng đất lên vậy. Mà sao nó không bị đạn xuyên qua thế nhỉ? Thưa đại tá, đội quân Anh đang tiến lại rất gần chúng ta. Lực lượng có vẻ rất hùng hậu và dũng mãnh ạ. Họ thua liên tiếp trong hầu hết các trận chiến trước. Vậy tại sao bỗng trở nên mạnh như vậy được? Cái quái gì thế này? Những cái đống lù lù đang tiến về phía chúng ta là cái gì vậy? Thưa đại tá, chưa xác định được nó là cái gì ạ. Chưa ai từng nhìn thấy nó bao giờ. Tại sao không bắn hạ nó đi? Thưa đại tá, chúng ta đã hao tổn rất nhiều đạn dược mà không thể hạ gục được chúng mà. Có lẽ là quân đội Anh mới nghĩ ra cái loại xe này. Trông nó như một con quái vật xuất hiện từ lòng đất. Thật là đáng gờm. Ta đã chủ quan coi thường địch rồi. Khoan hô, chúng ta đã chiến thắng. Chúc mừng chiếc xe quái vật của đại tá Ernest Winton. Chiếc xe đã chiếm trệ trên tất cả các mặt báo của toàn thế giới rồi. Ồ, sao lại có một chiếc xe tăng mới tinh thế kia? Chúng ta không có chiếc nào thế này. Nó từ đâu tới vậy? Tôi là thư ký của Bộ trưởng Quốc phòng. Trong xe là món quà của Bộ trưởng gửi tặng. Mừng chiến thắng tới toàn thể doanh trại. Là bia mọi người ơi, rất nhiều bia. Cùng nhau ăn mừng chiến thắng nào. Bộ trưởng thật tuyệt vời. Binh nhì Peter, cậu sao thế? Thưa đại tá, kể từ khi lái chiếc xe tăng trở về, tôi bị ù tai và có lúc không nghe rõ tiếng mọi người xung quanh nói gì. Các anh em khác có bị như cậu không? Có ạ, nhiều anh em còn đang nghỉ trong phòng bởi cảm giác đau đầu. Có lẽ phần lớn là do tiếng ồn quá to phát ra từ cổ xe. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, thì sợ rằng sức khỏe của toàn bộ anh em lái xe tăng sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ. Chưa kể, có khi tiếng ồn
sẽ khiến chúng tôi bị điếc mất thưa đại tá. Phải, đúng là tiếng ồn phát ra từ chiếc xe tăng khá to. Nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn đến mức ảnh hưởng tới chức năng nghe của mọi người. Thôi được, để tôi nghĩ cách gì đó cải thiện xem sao. Chứ để thế này không ổn. Vậy là chính bộ phận bánh răng đã khiến chiếc xe có tiếng ồn kinh khủng như thế. Cần phải cải tiến lại toàn bộ. Phải rồi, không thể nào có sản phẩm hoàn hảo ngay từ đầu được. Mọi thứ phải có thời gian trải nghiệm. Thưa đại tá Ernest Winton, tiếng ồn đã thực sự được giảm đáng kể rồi ạ. Vậy thì hãy đưa toàn bộ chúng ra chiến trường, nói tiếp những chiến thắng vừa rồi. Ngài hãy làm cho kẻ địch khiếp sợ đi nhé. Nhất định cục diện toàn bộ chiến tranh giữa Đức và các nước đồng minh sẽ được thay đổi nhờ đội quân của chúng ta. Năm 1818, nhờ những chiếc xe tăng, hàng ngàn quân Đức bị bắt sống và quân đội Đức thất bại thảm hại. Cuộc chiến lần thứ nhất giữa hai quân Đức và Anh đã kết thúc. Chiếc xe tăng sau đó được rất nhiều quốc gia sản xuất và sử dụng theo. Nhưng chiếc xe tăng của quân đội Anh vẫn là một trong những chiếc xe tăng tiên phong để đưa vũ khí lợi hại này đến với thế giới. Và đại tá Ernest Winston được ghi nhận là người đầu tiên phát minh ra xe tăng. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Ernest Winston, đại tá của quân đội Anh, người đã phát minh ra chiếc xe tăng đầu tiên của nhân loại trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ôi không, chiều qua mình đã để quên cốc soda chanh tuyệt hảo của mình ngoài trời mất rồi. Không biết nó thế nào rồi. Ôi, soda chanh của mình đã đông đá rồi này. Đêm qua lạnh thế cơ mà. Để xem nào. Sự ra đời của kem. Cái gì? Anh thực sự định mở cửa hàng bán nước giải khát sao? Cũng đâu phải là một ý tưởng tồi. Anh đang muốn kinh doanh một cái gì đó. Và thật hay là anh lại rất thích pha chế đồ uống, nước giải khát. Sao anh không có chút tiến thủ nào vậy? Còn có rất nhiều công việc khác có tương lai hơn. Ý em là sao hả Mary? Anh vẫn có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn mà. Anh có thể làm nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng, hoặc làm việc ở các xưởng cơ khí, kỹ thuật, máy móc. Những công việc đó vừa ổn định, thu nhập lại cao. Quan trọng là làm lâu năm, anh sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Còn bán nước giải khát thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Công việc cũng chẳng có thăng tiến gì cả. Anh có bán nước giải khát chục năm thì anh vẫn mãi là người bán nước giải khát mà thôi. Ồ, anh thì nghĩ ngược lại. Chúng ta sẽ làm việc gần như cả đời em ạ. Thế nên anh thấy thay vì cắm mặt ở chốn công sở hay nhà máy để làm những công việc mà bản thân anh không chút hứng thú, thì anh sẽ chọn làm công việc mình thích thú. Trả lại em xem, nếu anh mở một cửa hàng thì chẳng phải anh đã trở thành ông chủ của chính mình rồi sao? Cần gì phải cố gắng để thăng tiến nữa chứ? Frank, anh đã là chồng, là cha rồi mà anh vẫn suy nghĩ quá đơn giản vậy. Em xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình sẽ thành công với cái cửa hàng nước giải khát của mình sao? Em đoán nó sẽ tồn tại làng nhàng một thời gian rồi sớm thất bại mà thôi. Em nói gì? Sao em lại có thể thiếu niềm tin vào anh như thế? Mary, em là vợ anh. Lẽ ra em phải là người hiểu anh nhất, là người ủng hộ động viên anh làm những điều anh muốn chứ. Em nghĩ sẽ ổn hơn nếu anh là một nhân viên bình thường, đi làm 8 tiếng và trở về nhà với gia đình của mình. Anh đừng mơ mộng và mạo hiểm nữa. Anh đã có gia đình rồi và anh đã hết cái tuổi để chăm chăm làm cái mình thích rồi. Anh hiểu không? Mary nói đúng đây con trai. Con sẽ lại cho cái tiệm nước giải khát của con sớm đi vào ngõ cụt thôi. Ở thành phố này đã có hàng nghìn siêu thị, quán cà phê, thậm chí cả máy bán hàng tự động rồi cơ mà. Ủng hộ con trong chuyện này chỉ làm hại con thôi, Frank ạ. Con biết là con đã thất bại ở khá nhiều công việc và mọi người có vẻ nghĩ con chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng lần này con thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc. Con nghĩ đây là công việc phù hợp với con. Tại sao đến cả ba cũng không ủng hộ con vậy? Anh phải nhìn vào thực tế đi Frank ạ. Anh chẳng học chuyên ngành gì về pha chế, cũng chẳng có kinh nghiệm mở quán, món độc quyền, lại càng không. Anh chỉ tự mày mò làm mọi thứ, cùng với niềm yêu thích của anh. Tất cả những điều đó
chỉ đưa anh đến với thất bại mà thôi. Tại sao em luôn luôn cho rằng anh chắc chắn sẽ thất bại thế? Anh còn chưa bắt đầu mà. Thôi được rồi, bình tĩnh đi Frank. Mary đúng là cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con thật sự mong cả gia đình ủng hộ con lần này. Con tin là mình có thể kiếm được tiền từ niềm yêu thích pha chế đồ uống của mình. Con sẽ không để mọi người phải thất vọng nữa đâu. Được rồi, nếu con đã quyết tâm làm chuyện này đến vậy thì con hãy cứ làm đi. Nhưng hãy luôn nhớ là con còn có gia đình phải lo đấy. Vâng, con nhất định sẽ làm tốt. Không chỉ để chứng minh cho mọi người thấy con có thể làm được, mà vì con muốn sau này con có thể lo cho gia đình mình đầy đủ hơn. Nhân dịp khai trương, cửa hàng chúng tôi sẽ giảm giá 50% tất cả các loại nước uống. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại nước uống đặc biệt, chỉ giảm giá trong dịp này thôi. Xin mời mọi người vào trải nghiệm mà. Quán này mới mở nè, vào thử xem. Giảm giá những 50% này. Ông chủ, bàn số 3 có khách gọi một cốc mojito Việt Quốc. Bàn số 2 khách gọi thêm bánh bích quy, sữa sô-cô-la và nước dâu tây ép. Ok, tôi làm ngay đây. Nhưng cậu hãy ra báo trước cho những vị khách của chúng ta biết rằng có thể họ phải đợi chút nha. Quán đang đông khách quá. Một lời báo trước có thể giúp họ cảm thấy không bực bội khi phải chờ đợi lâu. Dân ạ, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ. Được rồi, sau đó cậu có thể tiếp tục ra ngoài cửa đón tiếp khách. Trong này để tôi lo. Dân ạ. Được rồi, mở hàng như thế này là quá ổn rồi. Hy vọng tình hình cứ tốt như thế này, mình sẽ làm ăn khấm khá. Đến lúc đó, cả nhà sẽ phải nhìn lại mình bằng con mắt khác. Không được rồi, lượng khách đến quán chúng ta càng ngày càng sụt giảm so với lúc mới khai trương. Tại sao lại có thể giảm mạnh như vậy nhỉ? Khu này có rất nhiều quán nước, quán cà phê nên cạnh tranh lắm ạ. Vả lại, cửa hàng của chúng ta lại không có một loại nước uống đặc trưng nổi bật. Nhưng chẳng phải hồi đầu khách hàng đến quán chúng ta rất đông sao? Đông đến mức chúng ta còn không thể phục vụ kịp. Hồi mới khai trương, khách hàng sẽ đến với chúng ta một phần vì tò mò, một phần là vì được giảm giá 50%. Nhưng chúng ta không thể giảm giá mãi được. Nếu tiếp tục giảm giá, tôi e là cửa hàng không thể duy trì lâu dài với ngân sách eo hẹp như hiện nay. Cô nói cũng có lý. Thỉnh thoảng chúng ta có thể giảm giá vào những dịp đặc biệt để thu hút khách hàng. Nhưng để làm việc đó lâu dài và liên tục thì không thể. Vậy cô có giải pháp gì không? Chúng ta đang gặp hai vấn đề. Một là khu này có khá nhiều quán đồ uống, cạnh tranh cao. Hai là bản thân quán chúng ta lại không có một loại đồ uống đặc trưng nào để giữ chân khách. Chuyện phải cạnh tranh với nhiều quán đồ uống khác là ngoại cảnh chúng ta rất khó thay đổi. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào vấn đề thứ hai. Ông chủ nên sớm tìm ra một loại đồ uống đặc trưng cho quán chúng ta, để các vị khách buộc phải đến quán chúng ta thưởng thức, chứ không phải bất kỳ quán nào khác. Một loại đồ uống đặc trưng để giữ chân khách ư? Được rồi, tôi sẽ nghiên cứu về vấn đề này. Cảm ơn cô đã góp ý nhé. Không có gì đâu ạ. Ba ơi, ba dạy đi. Don à, sao con lại ở đây? Tối qua chồng không về, cũng không báo về một tiếng. Ai lại ngủ luôn ở quán thế này? Anh đang tìm ra một loại thức uống đặc trưng cho quán. Dạo này quán ế ẩm quá. Nhưng em đừng lo, cũng đừng khuyên anh từ bỏ nữa. Đã đi đến bước này, anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh đừng làm quá sức nữa đấy. Đúng là ban đầu em không đồng tình việc anh mở quán. Nhưng nếu anh đã quyết làm thì gia đình mình sẽ luôn ủng hộ anh mà. Em nói thật sao? Em sẽ ủng hộ anh thật chứ? Chẳng phải em và ba đã phản đối anh một cách kịch liệt ư? Đúng vậy. Ban đầu khi nghe anh nói về quán nước giải khát và niềm yêu thích của anh, em cảm thấy nó thật mông lung và không ổn chút nào. Vậy còn bây giờ?
Còn bây giờ, khi thấy anh thật sự nghiêm túc với công việc này, thấy anh chăm chút cho quán, đêm hôm nghiên cứu món đồ uống cho quán, em nhận ra anh không hề mơ mộng chút nào. Anh đang cố gắng thật sự. Vậy thì một người vợ như em còn có thể làm gì ngoài ủng hộ anh được chứ? Thật may là trong lúc mình cảm thấy khó khăn nhất thì gia đình đã không bỏ rơi mình. Mẹ ơi, mẹ xem, hình như ba đã để quên cốc nước uống này từ tối qua thì phải. Nhưng trông nó giỏng đẹp quá, không biết có còn uống được không nhỉ? Thôi nào con, đừng nghịch đồ của ba. Chúng ta hãy đi mua chút đồ ăn sáng cho ba con nào. Con muốn chơi với những đồ pha chế này cơ. Thôi nào Đinh, đi cùng mẹ nào. Frank, cậu đang làm gì đó? Mình đang pha bột soda chanh với nước. Các cậu chờ xem, đó sẽ là một loại nước uống tuyệt hảo đấy. Frank, cậu giỏi thật đấy. Đồ uống cậu pha chế lúc nào cũng ngon tuyệt. Mình đang háo hức lắm đây. Frank, gọi các bạn vào ăn bánh pizza con. Hôm nay mẹ đã làm một mẻ lớn đấy. Vâng ạ. Chúng ta nhanh vào ăn pizza trước đã, sau đó thử loại nước uống này cũng chưa muộn. Ôi không, chiều qua mình đã để quên cốc soda chanh tuyệt hảo của mình ngoài trời mất rồi. Không biết nó thế nào rồi. Ôi, soda chanh của mình đã đông đá rồi này. Đêm qua lạnh thế cơ mà. Để xem nào. Ôi, tuyệt quá. Nó ngon tuyệt vời. Soda chanh còn đang nổ lớp bóp khi mình liếm nó này. Ôi, nó lạnh lạnh đầu lưỡi nữa chứ. Lần đầu tiên mình được ăn một que nước băng có vị ngon thế này. Đúng rồi, sao mình không thử làm những que nước băng ngon tuyệt hồi ấy nhỉ? Đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thấy ai làm những que nước băng đặc biệt đó. Ở nhiệt độ này không đủ khiến nó đông cứng được. Mình thử hạ nhiệt độ thấp hơn xem sao. Ôi, cứng quá. Phải mềm hơn thế này mới có thể ăn được. Tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm ra được nhiệt độ thích hợp rồi. Ở nhiệt độ này, độ mềm sẽ vừa phải. Ngon như ngày nhỏ mình được ăn vậy. Món gì mà trông tuyệt quá vậy ba? Con có thể ăn thử không ạ? À? Con là khách hàng đầu tiên được nếm thử sản phẩm ba mới sáng tạo đấy. Tuyệt quá ba ơi, con chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon thế này. Ba ơi, món này tên là gì ạ? Để ba nghĩ xem nào. Epsico, con nghĩ sao? Con thấy món này vừa mát lạnh, vừa có những hạt nổ li ti trong miệng. Thích quá đi. Hay chúng ta gọi nó là Pepsico được không ba? Được, chúng ta gọi nó là Pepsico nhé. Mình phải mau chóng đi đăng ký bản quyền món Pepsico này mới được. Đây sẽ là món độc quyền trong cửa hàng của mình. Cuối cùng cũng giải được bài toán khó cho thực đơn. Giờ chỉ đợi xem phản ứng của khách như thế nào. Món này trông hấp dẫn quá. Món này lạ này, chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Trời đang nóng, chúng ta vào thử xem. Alo, cửa hàng Pepsico nha. Chào Frank, tôi liên hệ với anh từ tập đoàn thực phẩm Chowlow. Anh có rảnh không? Chúng tôi có thể làm phiền anh chút không ạ? Ồ, tôi có thể giúp gì cho anh? Chúng tôi được biết anh vừa phát minh ra một loại thức uống đông lạnh tên là Pepsico và được rất nhiều khách hàng yêu thích. Tôi đại diện tập đoàn liên hệ để xin mua lại bản quyền sáng chế và nhãn hiệu Pepsico của anh để tiếp tục đưa số lượng sản phẩm nhiều hơn nữa tung ra thị trường. Tôi rất vui với lời đề nghị này. Tuy nhiên, ông cho tôi thêm thời gian bàn bạc và suy nghĩ nhé. Mary này, tập đoàn thực phẩm Zolo vừa gọi điện đề nghị mua bản quyền Pepsico của anh đấy. Em thấy sao? Thật vậy ư? Pepsico là một sáng chế tuyệt vời. Em nghĩ rằng nếu chỉ giữ cho riêng mình thì nó không thể đến với tất cả mọi người trên thế giới được. Zolo là một tập đoàn thực phẩm lớn và uy tín, đáng để chúng ta tin tưởng trong việc phát triển Pepsico anh ạ.
Đúng là chỉ em hiểu anh. Vậy để lát anh liên hệ với họ nhé. Từ đó, kem que ra đời. Đến nay đã có tới 2 tỷ kem que được tung ra thị trường mỗi năm và trở thành sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại mỗi khi mùa hè đến. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Frank Emerson, người đã làm nên những chiếc que kem đầu tiên từ một ký ức tuổi thơ vào năm 1925. Cảnh Nghĩ, con là một học trò giỏi nhất mà ta kỳ vọng trong đợt thi trạng lần này. Vậy mà buổi học hôm qua, con lại bỏ học để đi xem hát là sao? Con xin thầy tha tội. Lần sau con không dám thế ạ. Cũng chỉ tại lâu lâu gánh hát mới về làng mình một lần. Con cũng muốn đi xem một buổi. Ta biết là con rất thích đàn hát. Nhưng thời gian này phải tập trung cho việc học. Kỳ thi sắp tới rồi. Thưa thầy, thầy cho con theo gánh hát nốt 3 đêm thôi ạ. Rồi con sẽ học hành chăm chỉ. Thôi được, chỉ lần này thôi nha. Khi nào đoàn hát rời đi, con phải học bù gấp 3 lần các bạn. Tốt quá, cậu đánh được đấy. Người đánh đàn cho gánh hát của chúng tôi bị ốm. Tối nay không thể biểu diễn được. May quá có cậu giúp. Để tôi gọi cô Đào ra tập hát với cậu luôn nha. Thúy Liễu, ra đây nào. Anh là người đánh đàn thay cho gánh hát đêm nay có phải không? Anh đánh sai nhịp rồi. Tôi xin lỗi. Tôi chưa chỉnh dây đàn. Người đâu trông vừa hiểu biết lại vừa hiền lành. Hay quá, hát nữa đi. Hoan hô, hoan hô. Tôi nhìn cậu đệm đàn trên sân khấu cứ như cảnh nghị nhà bác thế nhỉ. Vâng, người đánh đàn của gánh hát bị ốm, cháu nó đánh thay cho đấy ạ. Thằng bé cũng có chút năng khiếu đàn hát. Thật là phúc đức quá trời. Cậu nghị nhà bác vừa học giỏi, có tiếng, lại biết đàn hát nữa chứ. Giá mà tháng nào gánh hát cũng qua đi. Nếu còn được yêu mến, gánh hát sẽ quay trở lại. Thì ra đây là lý do mà trò nghĩ lơ là việc học. Nàng cho ta hỏi nhà nàng ở đâu. Hoàn thành khoa thi, ta nhất định sẽ tìm nàng. Chàng sẽ đi tìm thiếp thật chứ? Vậy thì... Cảnh Nghị là một học trò giỏi. Ta kỳ vọng cậu ấy sẽ đỗ đạt. Ta không ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người, nhưng hãy để cậu ấy học hành thành đạt đã. Chàng hãy lo chuyện thi cử đi. Nếu chàng đỗ đạt, thiếp sẽ quay trở lại tìm chàng. Ngày mai các con trảy kinh ứng thí rồi. Thầy chờ đợi được đón các con trở về trong vinh quang. Chúng con sẽ cố gắng ạ. Cảnh Nghị đã đổ quan trạng, thật vẻ vang cho làng chúng ta. Giờ ngày ấy đã trở thành Trạng Lương, Lương Thế Vinh rồi. Con trai à, giờ con không phải là Cảnh Nghị nữa. Con đã là quan Trạng Lương Thế Vinh rồi. Con đã làm rạng danh dòng tộc chúng ta. Ta mong sau này con sẽ trở thành một người quan thanh liêm, chính trực. Gia đình chúng tôi mang ơn thầy nhiều lắm mà. Nhờ có thầy mà Cảnh Nghị đã đổ đầu trong kỳ thi năm nay. Còn được đích thân nhà vua khen ngợi. Công ơn của thầy, chúng tôi không biết lấy gì mà đền đáp. Đều là do sự nỗ lực và sáng dạ của Cảnh Nghị mà thôi. Ta chỉ là người đưa đò. Giờ học trò đã công thành danh toại, ta rất mãn nguyện. Cô ấy giờ đang theo gánh hát phiêu dạt nơi nào, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
Ừ, thưa, cha mẹ và thầy đang nói chuyện gì quan trọng phải không ạ? À? Chúng ta đang bàn tính chuyện trăm năm cho con đó. Ừ, chuyện đó để tính sau được không ạ? À? Con sắp lên kinh thành nhận chức quan rồi, chuyện này phải tính sớm chứ. Chúng ta đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Thu xếp cả là sao ạ? À? Con không hiểu. Cha mẹ con có ý hỏi con gái ta cho con. Ý con thế nào? Dạ thưa thầy, con con trai à, ân đức của thầy dành cho con, chính con là người hiểu rõ nhất mà. Con không thể từ chối mối lương duyên này. Mẹ, con biết, nhưng... Ta biết, con vẫn nhớ tới cô Đào năm xưa có phải không? Con giờ đã là quan trạng, đổ đầu khoa thi của triều đình, không thể lấy một con gái của gánh hát được đâu. Hơn nữa, giờ đây đâu có biết cô gái ấy có còn nhớ tới con nữa hay không? Cô ấy chắc hẳn chưa biết con đã đổ đạt thôi. Nếu biết, cô ấy sẽ quay trở về. Con đổ đầu một khoa thi, tiếng tăm khắp nơi ai cũng biết. Chẳng qua là cô ấy đã quên con rồi. Suốt thời gian qua chưa lần nào cô ấy quay trở lại nơi này. Giờ mới có thể quay trở lại nơi đây, không biết cảnh nghị thế nào rồi. Chàng đã vinh quy bái tổ hay chưa? Hình như trước mặt có đám cưới. Đề nghị cánh hát tấp vào bên đường cho đám cưới của quan trạng đi qua. Hả? Đám cưới của quan trạng ư? Không lẽ nào? Trời ơi, là Cảnh Nghị. Chàng đã đỗ đạt và lấy vợ rồi sao? Sao chàng nói rằng sẽ chờ ta? Thúy Liễu, Thúy Liễu, sao giờ đàn ấy mới trở về chứ? Cảnh Nghị, chỉ vì muốn cho chàng tập trung học hành và thi cử mà thiếp đã không ở lại đây. Nhưng dạ thiếp chưa bao giờ rời bỏ chàng. Nay trở về đúng lúc chàng đã thành thân với người khác, thiếp không biết mình sống để làm gì nữa. Thúy Liễu đã tự cách liễu đời mình khi biết Lương Thế Vinh đã cưới vợ. Mối tình đầy trắc trở của Trạng Lương, Lương Thế Vinh để lại biết bao giấy bút cho thế hệ về sau. Chỉ biết rằng sau này Lương Thế Vinh tạ thế, người ta đã lập đền thờ của Trạng Lương ngay cạnh đền thờ cô Đào năm xưa. Anh nhìn đất của tôi xem, phì nhiêu và màu mỡ thế này thì làm gì có giá 50 đồng bạc cơ chứ. Xin ông thương tình, tôi đất khách đến đây lập nghiệp, tôi chỉ còn 50 đồng để làm ăn. Ông thương mà xem xét cho, ơn này tôi ghi nhớ suốt đời. Đất đai ở đây đắt đỏ lắm anh ơi, không đủ tiền thì đi chỗ khác giúp cho. Đã là ông chủ thứ 9 từ chối mình rồi. Này, mảnh đất nhà ông Doris bị quỷ ám hay sao ấy? Bao nhiêu người trồng trọt đều thất thu, giờ chả ai dám đụng nữa, mặc dù giá bán thì rẻ mạt. Ôi thượng đế, ma có gì ở đây? Do ruộng thì xấu, đất bạc màu nên bỏ công cũng vô ích thôi. Chẳng ai ngu gì lại trồng trọt trên mảnh đất cằn cỗi ấy, chỉ nhận phần thiệt về mình. Cho tôi hỏi, nhà ông Doris ở đâu có được không? Tôi muốn mua mảnh đất đó. Anh điên à? Chẳng làm nên tích sự gì trên mảnh đất ấy nữa đâu. Đừng nghĩ mình thần thánh thế chứ. Đúng là đồ gàn dở, tự dưng ôm cục nợ vào người. Sao cơ? Cậu không đùa tôi đấy à? Mảnh đất này tôi sắp bỏ hoang đến nơi rồi. Cậu thật tâm muốn mua chứ? Nếu ông không dùng đến, cứ bán lại cho tôi. Trồng được chi tôi ăn nấy, không dám trách ông câu nào. Như vậy thì thiệt cho cậu quá. Nhưng
cậu đã không chê, tôi sẽ để lại toàn bộ mảnh đất này cho cậu. Tôi chỉ dám lấy cậu 10 đồng, vì đất cũng không gọi là màu mỡ tươi xốp gì. Cảm ơn ông đã ưu ái cho tôi. Đây là tiền mua đất của tôi. Cậu thật đặc biệt, lại đi lấy cái thứ mà người khác bỏ đi. Dưới đất này, phải cho nó nghỉ ngơi một mùa vụ đã. Tiếp đó, bổ sung thêm đất mới vào khu đất vườn, cung cấp phân bón và các chất hữu cơ có cơ hội để phục hồi. Giờ thì bắt đầu thôi. Năm năm sau. Thật không thể tin được, đây là khu vườn của anh đây sao? Tôi đang cần những nông sản tươi tốt như thế này. Cảm ơn Thượng Đế vì đã đưa đường dẫn lối cho tôi đến đây. Dạ vâng, không biết Diên Quang muốn xem gì đầu tiên? Tôi sẽ dẫn ngài đi ạ. Đây là những nông sản mà tôi kỳ công chăm sóc từ khi còn là hạt giống, nên đảm bảo với ngài về khâu chọn lọc và dung trồng. Ô trời ơi, anh thật may mắn. Thượng Đế nhất định đã ban phước cho quả dưa này. Nhìn chúng to tròn và nặng trịch tai đây này. Vì đây là hạt giống được tôi lựa chọn khá kỹ, nên thành phẩm mới được chăm chút như thế ấy ạ. Không hẳn, do Thượng Đế đã ưu ái cho quả dưa của anh đấy. Ôi, nhìn hạt lúa mạch vàng ống này đi. Nhất định Thượng Đế đã chúc phúc cho hạt lúa này. Chúng vàng ươm và sáng bóng và đẩy đà như thế này kia mà. Do những cây từ hạt lúa mạch không đạt chất lượng, tôi đã gặt bỏ đi hết rồi thưa ngài. Những hạt tốt nhất mới được chính tay tôi giữ lại. Ôi không, do công của Thượng Đế nhiều nhất mới phải chứ. Quả táo thật may mắn khi được Thượng Đế chăm sóc mỗi ngày. Chúng chín đều màu và mũm mĩm, căng mọng biết nhường nào. Dạ vâng, vì tôi phải canh bọn chuột hàng đêm thì trái ngon mới có thể nằm trên tay ngài lúc này, thưa ngài. Vì có Thượng Đế nên bọn chuột không dám lộng hành. Anh nông dân à, anh là người may mắn nhất khi nhờ Thượng Đế mà anh đã thu được rất nhiều thành quả trên khu vườn này. Cũng không hẳn là may mắn hoàn toàn thưa ngài. Ý anh là sao hả? Muốn Thượng Đế ban phước nhiều hơn nữa ư? Mảnh đất nhỏ cằn cỗi tôi chưa sử dụng này chính là mảnh đất lúc Thượng Đế một mình quản lý thưa ngài. Đây chính là xuất phát điểm của tôi. Ý anh là... Đúng thế, tôi chỉ còn lại một mảnh này sót lại lúc Thượng Đế một mình chăm sóc. À quên, tôi có thêm cả vài tấm ảnh về các mảnh vườn kia 5 năm trước đây khi Thượng Đế chăm sóc không có tôi đấy. Đâu? Thế à? Vậy cho tôi xem. Đây là vườn dưa hấu trước đây khi Thượng Đế chăm sóc và bây giờ khi tôi chăm sóc. Đây là vườn lúa mạch trước đây khi Thượng Đế chăm sóc và bây giờ khi tôi chăm sóc. Đây là vườn hoa quả trước đây khi Thượng Đế chăm sóc và bây giờ khi tôi chăm sóc. Những năm bị Thượng Đế bỏ rơi, tôi đã hiểu ra rằng chẳng có thế lực siêu nhiên nào đủ lớn mạnh bằng sức lao động của bản thân để tạo ra giá trị và thành quả. Mảnh đất bị nhiều người cho là quỷ ám này, tôi đã đích thân dung sới, cải tạo để nó được như ngày hôm nay. Có thể 5 năm qua, Thượng Đế đã bỏ quên tôi vào vị trí người làm vườn cho ngày ấy, nên tôi chẳng phải người may mắn như ngài nghĩ. Thế ngài vẫn còn muốn thu mua sản phẩm kém may mắn này của tôi chứ? Tất nhiên rồi thưa anh. Anh quả thật là người làm vườn đặc biệt. Cảm ơn anh đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi sẽ thu mua hết sản lượng trên mảnh đất này. Trong khu rừng nọ có hai chiếc hồ nước, tuy không lớn nhưng là hai tấm gương soi của muôn loài. Hồ xám nước vẫn đục, rất ưa nịnh hót tất cả những ai ghé qua. Hồ trắng nước xanh trong, luôn phản ánh đúng những gì mặt hồ soi chiếu. La 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 la, cuộc đời chẳng đẹp sao, bầu trời chẳng đẹp sao. Trời gì mà oi bức quá, mới đi được một xíu mà mệt bở hơi tay. Mệt thật đấy. Ôi, bạn Thỏ có đôi tai dài thích quá. Chắc bạn phải nghe được mọi động tĩnh cách xa mình từ mấy dặm mất nhỉ? À, là bạn Hồ Xám đó ư?
Cậu thấy thế hả? Mình cũng nghe được thông tin từ vị trí xa lắm đó. Chắc chắn là vậy rồi. Trong đôi tay linh hoạt thế cơ mà. Mà không chỉ thế đâu nha, cơ bắp của cậu nữa kìa, nó mới thật sự săn chắc rắn rỏi làm sao. Tớ nói thật, với sức dốc và trí thông minh này, cậu phải thay thế vị trí của sư tử làm chúa tể rừng xanh mới phải. Chúa tể rừng xanh á? Cậu đừng nói đồ như vậy chứ Hồ Xám, kẻo ai đó nghe thấy là to chuyện như chơi. Sư tử ư? Ôi, nghe thấy cái tên thôi tớ đã thấy đồng mình rồi. Sao thế Thỏ? Sao cậu lại sợ hãi khi nghe thấy cái tên sư tử như vậy? Chẳng lẽ trước đây cậu đã từng đụng độ hắn rồi sao? Thì kể ra cũng chưa. Nhưng không phải từ trước đến giờ đó luôn là cái tên mà mọi người đều phải kiêng nể sao? Từ nhỏ tớ đã được mẹ dạy là nên tránh xa các con vật to lớn, đặc biệt là sư tử hung dữ. Ngay cả mồm ngang, mũi dọc, hình dáng tên đó như thế nào cậu cũng chưa từng được nhìn thấy. Vậy sao cậu lại xây dựng một nỗi sợ vô hình lớn như vậy chứ? Tin tớ đi, chưa hẳn mọi thứ đã đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Cậu thông minh và nhanh nhẹn như vậy, nó sẽ giúp cậu sẽ dùng vượt qua được đối thủ thôi. Kể ra cậu nói cũng phải. Nhưng dù sao sư tử thì tớ vẫn sợ lắm. Những gì mà Hồ Xám nói liệu có đáng tin không? Biết đâu trước nay mình luôn nhát gan vì nghe mọi người đồn đại về sức mạnh của sư tử. Mình muốn thử sức đấu tay đầu với sư tử một phen, có khi cũng chẳng ghê gớm như lời đồn đâu. Ôi, là cáo già ư? Ngươi định làm gì ta? Ngồi ngõm tay có chút xíu như thế này, chả bỏ cho ngươi ăn thịt đâu. Đừng tiến lại gần đây. Tránh xa ta ra. Hãy biến đi. Đừng tiến lại gần đây. Đừng, hãy biến đi. Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng cáo già lại bỏ chạy? Chẳng lẽ tiếng hét của mình quy lực đến thế cơ à? Chắc chắn là vậy rồi. Trong đôi tay linh hoạt thế cơ mà. Mà không chỉ thế đâu nha, cơ bắp của cậu nữa kìa, nó mới thực sự săn chắc và rắn rỏi làm sao. Tớ nói thật, với sức dốc và trí thông minh này, cậu phải thay thế vị trí của sư tử làm chúa tể rừng xanh mới phải. Có lẽ Hồ Xám nói đúng. Đến cáo già nhìn thấy mình còn run sợ lẩy bẩy cả người, mình hoàn toàn có khả năng đấu được với sư tử. La 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 la, cuộc đời vẫn đẹp sao, bầu trời vẫn đẹp sao. Hậu trắng này, Thỏ tớ đây xứng đáng là chúa tể rừng xanh chứ. Tớ trông có chút bé con, nhưng với sức mạnh tiềm tàng trong con người tớ thì hoàn toàn có thể đánh bại sư tử. Úi chết, Thỏ ơi, xưa nay có ai địch được với sư tử đâu. Cậu lại còn nhỏ con thế kia, e là không phải là đối thủ của hắn. Tớ nghĩ cậu nên bỏ cái ý định ngông cuồng đó đi thì hơn. Cậu nói gì thế? Chắc chắn là cậu đang ghen tị với tớ nên mới nói thế đúng không? Tớ không tin đâu. Hồ Xám nói tớ có đôi tay dài và cơ bắp săn chắc, chắc chắn sẽ thay thế được sư tử làm chúa tể muôn loài. Lần này tớ sẽ quyết tâm đấu với sư tử để vượt lên nỗi sợ của bản thân và chứng minh sức mạnh đích thực của mình. Thỏ ơi, Hồ Xám xưa này hay xu nịnh người khác. Những lời nói dối ngọt ngào đó nghe thì rất lọt tai, nhưng sẽ khiến cậu phải gánh chịu hậu quả nếu cậu làm theo đó. Cậu nên xem xét lại để tránh gây họa vào thân nhé. Tớ không nói chuyện với cậu nữa. Dù sao tớ cũng đã quyết định rồi. Cậu cứ chờ mà xem. Rồi cậu sẽ phải nhìn tớ bằng con mắt khác. Các cậu nghe đây, ngày mai tớ sẽ thách đấu với sư tử. Tớ cần chấn chỉnh lại trật tự khu rừng này. Các cậu cần một chúa tể rừng xanh mới, chính là tớ. Các cậu nghe rõ chưa? Cái gì? Cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết sư tử mạnh như thế nào không mà lại dám đưa ra lời thách đấu thế? Vị trí chúa tể sơn lâm từ trước đến nay vẫn luôn thuộc về sư tử, không ai phủ nhận được. Sư tử hoàn toàn xứng đáng mà. Sư tử to lớn, nanh vuốt sắc nhọn, cậu nhỏ con thế kia chắc chắn không phải là đối thủ đâu. Mọi người nói phải đó. Cậu nên nhanh chóng rút lại lời khiêu chiến đi, không thì mạng cậu cũng khó giữ đấy Thỏ ạ. Đúng đấy, nguy hiểm lắm. Các cậu im hết đi.
các cậu chả biết gì cả. Sao các cậu không khích lệ ủng hộ tớ mà lại bàn lui như thế? Tớ đã quyết định rồi, các cậu đừng ai nói gì thêm nữa. Ngày mai hãy chứng kiến sức mạnh của tớ, rồi không ai có thể dám coi thường thỏ tớ nữa. Còn giờ, mọi người giải tán, ai về nhà nấy, để tớ nghỉ sớm giữ sức cho trận đấu ngày mai. Thật quá liều lĩnh mà. Phen này khéo, thỏ thân tàn ma dại cũng nên. Thôi kệ thỏ đi, chúng ta cũng hết lời khuyên can rồi, giải tán nào. À, thì ra mi là chúa Sơn Lâm ư? Đến hôm nay ta mới được gặp mặt. Này, tên sư tử kia. Này, ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của một chúa tể rừng xanh đích thực. Xưa này ngươi toàn quyền như vậy là đủ rồi. Từ giờ, ta sẽ thay ngươi nắm giữ trật tự của khu rừng này. À ha, con thỏ nhãi ranh kia, ngươi dựa vào đâu mà dám to gan như thế? Đừng tưởng ta đây nhỏ con mà coi thường nha. To khỏe như ngươi. Mũi, ta xử trong một nốt nhạc. Dám cả gan thách đấu với sư tử ta à? Nay ta phải cho mi biết thế nào là sức mạnh của một chúa tể rừng xanh đích thực. Ai da, đau quá. Ai da, đau quá, đau quá, chết tôi rồi. Tình hình có vẻ không ổn các cậu ạ. Cứ thế này khéo thở không giữ nổi mạng sống mất. Chúng ta hãy mau nghĩ cách giúp cậu ấy thôi. À, tớ có cách này. Ây da, chết tôi rồi. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cháy, cháy mọi người ơi, chạy mau đi. Chạy đi các cậu ơi, ngọn lửa lan tới đây rồi. Mau chạy đi, không chết cháy bây giờ. Nhanh lên, nếu không là không kịp đâu, ngọn lửa lớn lắm. Trời ơi, có cháy ư? Tức quá, bị mắc lừa rồi, bỏ lọt mất con mồi ngon. Thỏ à, đây là kết cục cậu phải gánh chịu đó. May mắn là hôm nay cậu thoát được, chứ không thì mạng sống của cậu cũng không thể bảo toàn như thế này đâu. Trong cuộc sống, cậu cần biết tự lượng sức mình, tránh tin vào những lời nịnh hót giả dối. Không thì sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân thôi đó. Mình sau hôm nay đã nhận được một bài học lớn. Mình sẽ không bao giờ phạm phải lỗi lầm đó nữa đâu. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra. Đức tuyên chiến với Anh và Anh quyết định cho quân tiến vào lục địa của Đức. Sức mạnh của quân đội Đức mạnh như vũ bão, không một đội quân châu Âu nào chiến thắng tại thời điểm đó. Quân đội Anh cũng đứng trước nguy cơ thua cuộc. Không ngờ địa hình của Đức lại hiểm trở như vậy. Chúng ta không lường trước được hết những khó khăn. Xin chào ngài bộ trưởng, tôi đại tá Ernest Winton xin nghe ạ. Đại tá Ernest Winton, 3 trận thua liên tiếp, tổn thất cả về người và vũ khí đã lên tới con số không tưởng, vượt qua mức dự kiến của chính phủ. Tôi đề nghị anh cho rút quân ngay. Hình thức kỷ luật đối với anh chúng tôi đang xem xét. Bộ trưởng nói sao thưa đại tá? Ông ta yêu cầu rút quân, nhưng đã vào trong trận địa, chấp nhận cuộc chiến, không thể chấp nhận thua cuộc nhanh như thế được. Rút lui lúc này không phải là một phương án hay. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào ạ? Quân Đức mạnh như vũ bão, trong khi quân chúng ta đã thiếu về lực lượng, lại còn thương vong khá nhiều. Bộ trưởng cũng đã ra lệnh rút lui, chúng ta không thể không nghe theo ạ. Viết một lá đơn trình lên bộ trưởng, tôi muốn giữ trận địa này và tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Đại tá, không được đâu, ngài sẽ bị đưa ra pháp luật nếu ngài làm trái với lệnh của bộ trưởng. Nếu tôi thua cuộc trở về, cũng có nghĩa tôi không làm tròn sứ mệnh của mình. Sống hay chết không còn nghĩa lý gì nữa. Chúng ta đã thua quá nhiều rồi. Ngoài việc ngài muốn làm tròn sứ mệnh của mình, thì tính mạng của bao nhiêu người lính trên chiến trường ngài cũng nên suy xét. Những quyết định không thể tùy tiện được. Cậu nói từ trước tới nay
tôi tùy tiện với tính mạng của anh em ư? Xin lỗi đại tá, ngài là người luôn hết lòng vì tổ quốc, vì anh em, nhưng lực lượng của chúng ta đã suy yếu quá nhiều do phải chiến đấu trên địa hình hiểm trở. Việc thắng trận là rất khó, trong khi binh lính là nòng cốt của các cuộc chiến. Chưa kể vấn đề tiếp tế cho đội quân cũng đang gặp khó khăn do địa hình khó. Phải, lý do chính là vì địa hình hiểm trở khiến lực lượng của chúng ta ngày một suy yếu. Nếu không thể dùng người, chúng ta chuyển hướng dùng máy móc để hỗ trợ trận chiến thì sao? Phải có cách gì đó, nhất định không thể dễ dàng rút lui được. Địa hình của Đức khá chồng chênh với chỗ cao chỗ thấp. Nếu có một thứ vũ khí có thể san bằng hết mọi thứ và tiến về phía trước thì hay. Đúng rồi, nhất định ta phải thử. Nếu có một chiếc xe có thể di chuyển trên địa hình hiểm trở, lại có thể chống được đạn pháo thì sao? Thưa bộ trưởng, chiếc xe này tôi đã kết hợp phần gầm bánh xích của chiếc máy kéo hon với tấm giáp bảo vệ và pháo giả chiến để thích nghi với địa hình nơi quân ta tác chiến. Cậu nghĩ sao? Với chiếc xe kỳ quái này, cậu sẽ lật ngược được tình thế tồi tệ hiện tại à? Xin bộ trưởng hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng. Nếu chúng ta không thể dùng sức để chiến thắng địch, chúng ta phải dùng trí và tận dụng những vũ khí đặc thù để đối phó chúng. Đại tá à, ngài chưa thắng bất kỳ một trận nào kể từ khi tiến quân vào lục địa của Đức. Giờ ngài phải cất công về tận đây để gặp tôi chỉ vì chiếc xe quái đản này à? Đầu tư cho thứ dị hôm này không phải con số nhỏ. Ngài nên rút quân đi trước khi tổn thất của chúng ta tiếp tục gia tăng. Ngài bộ trưởng, xin cho tôi một lần cuối để tôi có trách nhiệm trước tình thế mà mình gây ra. Đây chính là cách khắc phục của tôi. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để thua trận chiến này. Cả ba trận thua thảm hại, vậy mà ngài chỉ cần nói với tôi vài câu mà cho rằng tôi có thể tin tưởng ngài nếu cho sản xuất chiếc xe kỳ quái này ư? Bất kể cuộc thua hay thắng nào cũng có nguyên do của nó. Tại sao không khắc phục những nguyên do đó để rút kinh nghiệm và tiếp tục chiến đấu mà lại phải rút lui? Nếu cần, tôi xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo. Ngài cũng mạnh miệng đấy. Thôi được, vậy hãy chứng minh đi. Nên nhớ, tôi đồng ý với ngài về điều này. Có nghĩa chúng ta đang đứng trước hàng trăm mạng sống của những chiến sĩ ở chiến trường kia. Tôi biết. Những chiếc xe tăng thô sơ đầu tiên đã được sản xuất. Dù chưa phải là hoàn hảo, nhưng bước đầu nó đã khắc phục được phần nào những yếu điểm của những chiếc xe hiện tại đang đưa quân và lương thực ra chiến trường. Tốt lắm, chiếc xe có thể vượt được địa hình đồi núi hiểm trở rồi. Tôi không nghĩ là nó có thể vượt qua gò đất cao như vậy. Tuy hơi chậm chạp nhưng khá chắc chắn. Có thể cho sản xuất hàng loạt được chưa thưa bộ trưởng? Bước đầu chúng tôi cần gấp 20 chiếc. Được, phải làm thật gấp rút nha. Liệu chiếc xe khổng lồ này có thể bị lộ và quân Đức sẽ đề phòng không? Đây là một bí mật thưa bộ trưởng. Chúng tôi đã nói với toàn bộ công nhân ở đây rằng đây là một chiếc xe chở nước cho quân đội. Không có một thông tin nào về việc chiếc xe sẽ tham gia chiến đấu ạ. Để tuyệt đối bí mật, anh em ở đây gọi chiếc xe là xe tăng, có nghĩa là xe chở nước. Tốt lắm, tôi chờ tin tốt lành từ chiến trường. Có chiếc xe này rồi, ngài hãy giữ thế chủ động tấn công đi. Hy vọng lần này ngài đúng. Lần đầu tiên, chiếc xe tăng do quân đội Anh sản xuất đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng lùi lũi tiến về phía trước như những khối sắt khổng lồ. Con vật gì thế kia? Sao nhiều thế chứ? Nó từ dưới đất chui lên hay sao thế? Không hiểu nữa, hình như là một cái thùng sắt to tướng. Một chiếc xe thì phải. Tôi chưa từng thấy chiếc xe gì như vậy. Trông như một con quái vật chui từ lòng đất lên vậy. Mà sao nó không bị đạn xuyên qua thế nhỉ? Thưa đại tá,
đội quân Anh đang tiến lại rất gần chúng ta. Lực lượng có vẻ rất hùng hậu và dũng mãnh ạ. Họ thua liên tiếp trong hầu hết các trận chiến trước, vậy tại sao bỗng trở nên mạnh như vậy được? Cái quái gì thế này? Những cái đống lù lù đang tiến về phía chúng ta là cái gì vậy? Thưa đại tá, chưa xác định được nó là cái gì ạ. Chưa ai từng nhìn thấy nó bao giờ. Tại sao không bắn hạ nó đi? Thưa đại tá, chúng ta đã hao tổn rất nhiều đạn dược mà không thể hạ gục được chúng ạ. Có lẽ là quân đội Anh mới nghĩ ra cái loại xe này. Trông nó như một con quái vật xuất hiện từ lòng đất, thật là đáng gờm. Ta đã chủ quan coi thường địch rồi. Khoan hô, chúng ta đã chiến thắng. Chúc mừng chiếc xe quái vật của đại tá Ernest Winton. Chiếc xe đã chiếm trệ trên tất cả các mặt báo của toàn thế giới rồi. Ồ, sao lại có một chiếc xe tăng mới tinh thế kia? Chúng ta không có chiếc nào thế này. Nó từ đâu tới vậy? Tôi là thư ký của Bộ trưởng Quốc phòng. Trong xe là món quà của Bộ trưởng gửi tặng. Mừng chiến thắng tới toàn thể doanh trại. Là bia mọi người ơi, rất nhiều bia. Cùng nhau ăn mừng chiến thắng nào. Bộ trưởng thật tuyệt vời. Binh nhì Peter, cậu sao thế? Thưa đại tá, kể từ khi lái chiếc xe tăng trở về, tôi bị ù tai và có lúc không nghe rõ tiếng mọi người xung quanh nói gì. Các anh em khác có bị như cậu không? Có ạ. Nhiều anh em còn đang nghỉ trong phòng bởi cảm giác đau đầu. Có lẽ phần lớn là do tiếng ồn quá to phát ra từ cổ xe. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì sợ rằng sức khỏe của toàn bộ anh em lái xe tăng sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ. Chưa kể có khi tiếng ồn sẽ khiến chúng tôi bị điếc mất, thưa đại tá. Phải, đúng là tiếng ồn phát ra từ chiếc xe tăng khá to, nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn đến mức ảnh hưởng tới chức năng nghe của mọi người. Thôi được, để tôi nghĩ cách gì đó cải thiện xem sao, chứ để thế này không ổn. Vậy là chính bộ phận bánh răng đã khiến chiếc xe có tiếng ồn kinh khủng như thế. Cần phải cải tiến lại toàn bộ. Phải rồi, không thể nào có sản phẩm hoàn hảo ngay từ đầu được. Mọi thứ phải có thời gian trải nghiệm. Thưa đại tá Ernest Winton, tiếng ồn đã thực sự được giảm đáng kể rồi ạ. Vậy thì hãy đưa toàn bộ chúng ra chiến trường, nói tiếp những chiến thắng vừa rồi. Ngài hãy làm cho kẻ địch khiếp sợ đi nhé. Nhất định cục diện toàn bộ chiến tranh giữa Đức và các nước đồng minh sẽ được thay đổi nhờ đội quân của chúng ta. Năm 1818, nhờ những chiếc xe tăng, hàng ngàn quân Đức bị bắt sống và quân đội Đức thất bại thảm hại. Cuộc chiến lần thứ nhất giữa hai quân Đức và Anh đã kết thúc. Chiếc xe tăng sau đó được rất nhiều quốc gia sản xuất và sử dụng theo. Nhưng chiếc xe tăng của quân đội Anh vẫn là một trong những chiếc xe tăng tiên phong để đưa vũ khí lợi hại này đến với thế giới. Và đại tá Ernest Winston được ghi nhận là người đầu tiên phát minh ra xe tăng. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Ernest Winston, đại tá của quân đội Anh, người đã phát minh ra chiếc xe tăng đầu tiên của nhân loại trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.